gỡ chàng trai nuôi gà theo cách riêng, lợi nhuận gấp nhiều lần cách nuôi thông thường. Nuôi ong vú trong không gian đô thị, đất đai chật hẹp, song hiệu quả nhận về vượt ngoài mong đợi. Đầu tư kỹ thuật công nghệ hiện đại vào canh tác nấm mối, nông hộ có thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Thưa quý vị, thay vì sử dụng thức ăn như bao hộ nuôi khác, những chú gà tại trang trại này được chủ nhân cho ăn dược liệu. Nhờ vậy mà gà sinh trưởng phát triển tốt, chất lượng thịt thơm ngon, thuộc hàng bậc nhất. Trong đó, trứng gà có hương vị độc nhất vô nhị. Vâng, mô hình chăn nuôi gà độc đáo mà Huỳnh Như và Sơn Hiền vừa nhắc ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, nhờ chăn nuôi hữu cơ và còn cho chúng thư giãn bằng cách nghe nhạc, nên hiệu quả mang về ngoài mong đợi, thu nhập luôn gấp nhiều lần cách nuôi thông thường. Những con gà được nghe nhạc thư giãn, phân không dẫm lại, nước không uống lại và không khí không ngửi lại, tức là gió chỉ đi một chiều, nhiệt độ chuồng nuôi luôn đảm bảo từ 25 đến 30 độ C. Phương thức nuôi được anh Phan Trung Kiên ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội áp dụng cho 5.000 con gà trong trang trại của mình. Nuôi gà thảo dược không dùng kháng sinh thì quy trình sản xuất cao hơn. Và thứ hai là cái quả trứng của mình nó khác biệt hẳn với những quả trứng mà nuôi theo hình thức công nghiệp. Nó thơm ngon, nó không tanh và các chỉ số test nó có những ví dụ như hàm lượng cholesterol nó thấp hơn rất nhiều so với trứng nuôi công nghiệp. Nó chỉ có là 125mg cholesterol trên 100g trứng tươi. Từng học theo ngành nông nghiệp, anh Kiên hiểu rằng để có thể cho gà đẻ ra những quả trứng vàng thì việc phối trộn thức ăn là điều kiện tiên quyết giúp nâng cao chất lượng cho trứng. Với nhiều năm nghiên cứu, anh Kiên quyết định đưa cà gai leo và các loại thảo dược trộn cùng cám gạo tươi, bắp, dầu ăn để làm thức ăn cho gà. Đây là lý do trứng gà không bị tanh, có hương vị đặc biệt, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Sau khi kiểm nghiệm, lượng cholesterol trong trứng rất thấp, chỉ từ 125 đến 130mg trên 100g trứng tươi. Người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng theo nhu cầu dinh dưỡng mà không phải để ý tới lượng cholesterol dung nạp. Quá trình nuôi cũng không sử dụng kháng sinh. Sức khỏe của lá gan sẽ quyết định cái việc của con gà nó đẻ nhiều hay đẻ ít và quả trứng nó có thơm ngon hay không. Thế thì khi mà mình làm cà gai leo thì mình thấy là cái cà gai leo của mình nó đúng theo cái nhu cầu mục đích đấy rồi. Nó đúng giải quyết được vấn đề đó. Thêm nữa trong cái quá trình sản xuất trà như thế này thì cái máy nghiền để mà nghiền ra cái bột trà như thế này thì nó sẽ có một số cái thành phần nó bị nhỏ hơn so với cái mức yêu cầu. Tức là khi mà nó nhỏ quá mình không lọc ra thì nó sẽ bít cái lỗ thủy lọc. Thế là cái phần đấy là mình phải lọc ra. Mà lọc ra thì mình dùng chính cái bột đấy cho con gà ăn. Thì nó vừa trở thành một cái dạng kiểu như gọi là kinh tế tuần hoàn, tận dụng cái phụ phẩm, nhưng mà lại là một cái hiệu quả rất là tốt cho cái việc mà chăn nuôi. Năm 2021, sản phẩm trứng gà cà gai leo của anh Kiên được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là bước đệm để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thủ đô và cả nước. Thời gian tới, anh Kiên tiếp tục mở rộng sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, giúp cho người tiêu dùng tiếp cận được nhiều hơn với loại trứng gà đặc sản này trên khắp cả nước. Hội nông dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang vận động nông dân sinh sống trong nội thành nuôi ong vú, một loại ong quý cho mật ngon, bổ dưỡng. Ong vú là loài ong không có ngòi đốt, lành tính, thích hợp nuôi trong không gian đô thị, đất đai chật hẹp. Địa phương có diện tích cây trồng rộng lớn trên nền đất đỏ Ba Gian, nổi bật với các loại cây công nghiệp dài ngày như là điều, cao su, tiêu, cây ăn trái. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển ngành nghề nuôi ong vú ở tỉnh Bình Phước. Ong vú chỉ hút mật và phấn hoa từ các loại cây trồng này và hoa dại. Ong vú không hút đường để làm mật nên chất lượng mật từ ong vú cao cấp hơn các loại mật của các loài ong khác. Thùng nuôi ong vú thường được làm bằng gỗ thông có kích thước nhỏ gọn. Thùng được bịt kín, chỉ chừa một lỗ nhỏ để đàn ong vú bay ra vào. Thùng được thiết kế thành nhiều tầng với nhiều hình dạng, thùng lục giác, bát giác, được sơn màu rực rỡ, có tính thẩm mỹ. Vì vậy, ngoài việc góp phần tạo nên nguồn thu nhập chăm sóc sức khỏe con người, chủ nuôi ong vú có thể dùng những thùng nuôi ong vú này để trang trí cảnh quan sân vườn, làm đẹp thêm không gian sống của hộ gia đình. Ông Nguyễn Quang Hùng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết,
Nuôi ong vú rất nhẹ nhàng như nuôi cây cá chim cảnh, vì con ong vú lành tính, nuôi như chơi nhưng ăn thật, vì giá trị mật ong vú rất cao cấp, giá lúc nào cũng cao. Tùy điều kiện thời tiết, khí hậu và mùa vụ mà mỗi năm một thùng ong vú có thể cho thu hoạch được lượng mật từ 1.000ml đến 1.500ml chia thành 2 lần thu hoạch trong năm. Mật ong vú có màu sắc từ vàng nhạt đến đậm tùy thuộc vào loại hoa mà ong hút mật. Mật khá đậm đặc, có vị ngọt, thanh và hơi chua nhẹ, tạo nên một hương vị đặc trưng riêng. Hiện nay trên thị trường, mật ong vú đang được tiêu thụ với giá bình quân từ 2 triệu đến 2 triệu 500 ngàn đồng một lít. Sau hơn nửa năm thực hiện, bước đầu mô hình mang ong về phố của địa phương phát huy hiệu quả. Chỉ với ít công chăm sóc, không tốn chi phí thức ăn, người nông dân dễ dàng thu hoạch được trung bình 500ml mật ong vú từ mỗi thùng ong. Đây thực sự là một hướng đi mới với nhiều triển vọng trong phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, vốn đầu tư ít nhưng hiệu quả mang về cao. Thời gian gần đây, Hội Nông dân thành phố Đồng Xoài tiếp tục nhân rộng mô hình kết hợp với doanh nghiệp tư nhân cung ứng rau củ quả Thuận Ngát để chuyển giao mô hình nuôi ong vú thí điểm tại huyện đội Đồng Phú. Cũng phát huy lợi thế địa phương để sản xuất nông nghiệp, điểm đến tiếp theo của nông nghiệp sinh thái hôm nay là một tỉnh Tây Bắc. Mời quý vị theo chân Sơn Hiền và Huỳnh Như. Với đầy đủ thuận lợi về điều kiện tự nhiên giúp cây cối phát triển tốt, trong đó Macca có nguồn gốc từ Úc, loại cây gỗ lớn này thích nghi cho hiệu quả kinh tế cao, được nhiều nông hộ vun trồng. Tại Việt Nam, cây Macca được trồng ở nhiều nơi và đem lại hiệu quả kinh tế cao, ví như cây tỷ đô. Trên địa bàn xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, những năm gần đây, loại cây này được trồng thử nghiệm, hiện cho trái, thậm chí là nhiều cây rút sai. Gia đình ông Vàng A Trừ ở bản Nà Dề Thàng, xã Khao Mang, trồng 76 gốc Macca sen bắp. Với việc chăm sóc đúng kỹ thuật, cộng với loại cây này tỏ ra phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu, nên sau hơn 4 năm trồng, số cây Macca của gia đình ông Trừ đều sinh trưởng tốt, trong đó có hơn 10 cây bắt đầu cho trái bối. Theo đánh giá của nhiều hộ dân trồng Macca, mỗi hecta người trồng có thể thu nhập ổn định từ 200 đến 400 triệu đồng. Còn đối với gia đình ông Vàng A Su ở bản Khao Mang, xã Khao Mang, trong những năm qua, kinh tế của gia đình ông chủ yếu dựa vào làm nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, nguồn thu nhập này dù có ổn định nhưng lại thấp. Với mong muốn tăng thu nhập, gia đình ông Su cũng quyết định đầu tư mua 40 cây Macca để trồng. Sau gần 5 năm, số cây này sinh trưởng phát triển tốt và lên cao đến trên 3 mét. Việc cây Macca sau khi trồng sinh trưởng và phát triển tốt tại xã Khao Mang cho thấy đây là loại cây có nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế cũng như phủ xanh đất trống. Tuy nhiên, để cây Macca thực sự trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế những năm tiếp theo, thì việc vận động nhân dân mở rộng diện tích cũng như tăng cường việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc là rất cần thiết. Cùng với đó, chính quyền và ngành chuyên môn địa phương tính đến phương án hỗ trợ nông dân sơ chế, chế biến để thu được giá trị cao nhất từ cây Macca. Thưa quý vị, những năm trở lại đây, ngoài những cây trồng như là bắp, đậu, chuối, điều, bưởi da xanh, người dân xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đưa cây sầu riêng, loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao vào trồng trên vùng đất dốc sườn đồi. Nơi này có điều kiện khí hậu dịu mát, ôn hòa, cây sầu riêng phát triển tốt cho thu nhập cao. Song đây chẳng phải là câu chuyện ngày một ngày hai, khó khăn không kém. Dẫu vậy, nhà vườn có cách sản xuất thích ứng vượt qua trở ngại. Ông Pi Năng Phiên, ngụ địa phương, cho biết nhận thấy điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng phù hợp với loại cây trồng này nên đầu tư trên 100 triệu đồng để cải tạo đất, đào ao chứa nước, mua máy móc, hệ thống tưới nhỏ giọt và giống sầu riêng về trồng. Qua hơn 5 năm trồng, hiện nay 2 hecta cho trái ngọt lứa đầu tiên bán với giá 70.000 đồng một ký, mang về nguồn thu hơn 150 triệu đồng nên gia đình rất phấn khởi. Cách đó không xa, rễ sầu riêng diện tích gần 3 hecta của nông dân Trịnh Quốc Tuấn ở thôn Bạc Rây 1 cũng mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Ông Tuấn chia sẻ đang canh tác gần 3 hecta sầu riêng giống Mon Thon. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở xã Phước Bình phù hợp nên chất lượng không thua kém những nơi khác. Sầu riêng có chất cơm vàng, vị ngọt thanh nên người dùng rất ưa chuộng. Dù mới trồng được 4 năm nhưng trung bình mỗi ngày cây cho gần 60 kg trái.
trái to đều nên thương nhân thu mua đồng giá 80.000 đồng một ký. Trong đợt cắt bán sầu riêng đầu vụ, gia đình thu về gần 1 tỷ đồng nhờ 12 tấn. Hiện toàn vườn có khoảng 3-5 tấn được thương nhân đặt mua chờ ngày thu hoạch. Nhờ điều kiện khí hậu dịu mát ôn hòa nên cây sầu riêng rất phù hợp khi trồng ở vùng đất xã Phước Bình. Tuy nhiên mức đầu tư ban đầu rất cao, khoảng 100 triệu đồng một hecta và phải đợi từ 4 đến 5 năm mới cho thu hoạch. Do đó hiện nay, một số hộ dân đầu tư trồng theo kiểu lấy ngắn nuôi dài. Ban đầu trồng từ 10 đến 20 cây, sau đó phát triển diện tích tăng dần. Theo thống kê, hiện nay toàn xã đã phát triển lên 105 hecta sầu riêng, chủ yếu giống ri sáo và mon thon. Trong đó có trên 60 hectare vào giai đoạn thu hoạch. Năng suất bình quân mỗi cây sầu riêng gần 1 tạ trái, với giá sầu riêng bán sỉ từ 45.000 đến 55.000 đồng một ký, với giống sầu riêng ri sáo từ 70.000 đến 80.000 đồng một ký, đối với giống sầu riêng mon thon, giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động nông dân mở rộng diện tích trồng sầu riêng, phối hợp với các cấp các ngành tuyên truyền, định hướng về kỹ thuật trồng và chăm sóc cho người dân. Cạnh đó, tiếp tục xúc tiến thành lập các tổ liên kết canh tác sầu riêng theo hướng an toàn để xuất khẩu và phục vụ cho hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương. Nấm mối được nhiều người ưa thích vì sự thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Loại này ngày trước thì thường mọc trong tự nhiên, chỉ xuất hiện mỗi năm một lần vào mùa mưa khi mà những ổ mối làm ổ. Trước việc sản lượng khan hiếm, nhu cầu thị trường tăng nên nông dân nhạy bén học hỏi cách trồng và mạnh dạn đầu tư kỹ thuật công nghệ hiện đại vào canh tác. Thành công cũng chẳng hề dễ dàng, song sau thời gian trồng, nông dân miền Tây có bí quyết để nấm đạt chất lượng, được thị trường ưa chuộng. Ông Đặng Văn Đại, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là người tiên phong trồng nấm mối đen ở địa phương. Trước khi trồng, ông từng tham quan mô hình ở Đồng Nai. Ông trồng được 2 năm nay và sở hữu 2 nhà nấm với gần 40.000 phôi giống. Nấm mối ở đây trồng 2 vụ, mỗi vụ kéo dài 4 tháng, thu hoạch gần 10 kg nấm một ngày. Nhu cầu thị trường cao nên thu hoạch bao nhiêu đều được thương nhân thu gom. Mỗi ký nấm loại nhất được bán với giá 220.000 đồng. Loại nấm này không quá khó trồng, quan trọng là lựa chọn phôi nấm chất lượng. Trại nấm được xây dựng hoàn toàn khép kín, sử dụng hệ thống làm mát tự động. Nhiệt độ và trồng nấm duy trì khoảng 26 độ C, như vậy nấm không bị bệnh mốc xanh. Ở miền Tây hiện nay, nấm mối đen rất ít người trồng. Ông Đại cũng hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế nhà trồng và cung cấp phôi cho người dân có nhu cầu. Đây là tâm huyết của ông Đại với mong muốn giúp nông dân nâng cao giá trị kinh tế. Với tư duy của người nông dân chuyên nghiệp, luôn suy nghĩ tìm tòi, cộng thêm sự nhạy bén, nắm bắt xu thế tiêu dùng, thành công của ông Đại là minh chứng cho bao nhọc lòng cố gắng được khuyến khích nhân rộng. Nội dung này cũng khép lại nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.